chuyên mục Audio Câu chuyện cuộc sống. Thư viện Thủ Đức rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Audio Câu chuyện cuộc sống của chương trình Sách hay đồng hành cùng bạn do Thư viện Thủ Đức thực hiện. Kính thưa quý vị và các bạn, trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, Thư viện Thủ Đức xin gửi đến quý vị và các bạn hai truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư về những ngày Tết. Truyện ngắn Khúc 30. Năm nào cũng vậy, do thức dậy sớm đi chợ nên má là người đầu tiên mở ngày 30 Tết ra. Không biết có phải số má cực, vía má cực không, mà hôm đó cả nhà đều phải làm công chuyện tối mắt tối mũi. Đến nỗi nhắc tới Tết là thấy chữ 30 chình ình, choáng chật cả ký ức. Đó là cái ngày duy nhất trong năm cả nhà sum họp mà không sum họp. Ai nấy túi bụi với chuyện của mình. Cánh đàn ông con trai, nói cánh cho ham vậy, chỉ hai người thôi chứ mấy. Cánh này quan trọng, đánh phần dọn dẹp, lau chùi, làm đẹp nhà. Nào là quét mạng nhện trên trần, lau cửa kính, tủ bàn, kỳ cọ mấy cái lư đồng, đem phơi nắng, mệt phờ. Lúc dọn dẹp, bày biện bàn thờ, thì mùi chiên xào dưới bếp bay lên. Trời, lại phải bỏ ngang công việc đang làm dở, chuẩn bị mâm bàn cúng rước ông bà. Xế chiều rồi, chớ giỡn. Cúng kiến xong, cánh đàn ông tiếp tục chuyển sang đánh trận ngoài sân. Còn má thì vẫn hì hụi trong bếp, vừa trông chừng nồi thịt kho, vừa làm thịt nguội. Sau lưng má, củ cải với dưa leo đang chờ tới phiên mình trở thành món dưa chua. Tết của má dài thăm thẳm, phải kể từ hôm tát đìa bắt cá làm mắm, xẻ khô. Cá còn phơi trên mấy hàng bông bụp, má bắt tay vào làm củ kiệu. Hồi chị còn nhỏ, má lãnh luôn phần làm mứt, nướng bánh kẹp, bánh bông lan. Chị lớn, chị giành lấy, nói để chị làm. Nên cả ngày 30, tụi nhỏ không thấy chị liếc, chị rầy. Bởi chị cũng cắm đầu làm mứt. Nào là mứt chùm ruột, mứt gừng, không biết ai ăn cho hết mà ôm đờm. Vừa ngào chảo mứt dừa, vừa chạy ra coi mớ mứt tắc phơi ngoài sân, không biết có kiến bò lên không. Cái dáng chị khum khum, tay đấm lia lịa vào lưng, than mỏi quá, nhưng vẻ mặt thì tươi rói, ngây ngất. Giống hệt cả nhà, miệng kêu cực mà hớn hở. Như thể ngày cuối năm này không có việc gì làm mới là niềm đau khổ lớn. Tụi con nít cũng bận lắm, chạy đi chạy lại, lấy giùm ba cây bàn chải, chặt giùm má mấy trái dừa. Ê, coi chừng mấy con chó chạy giỡn làm đổ mớ mứt đang phơi. Chạy đi mua cho má bịch muối, cho đầy hũ nhỏ ơi. Trên đường chạy đầu này đầu nọ, tụi con nít không quên thò đầu vô tủ, rút ra mấy bộ đồ mới, ứa nước miếng, trông mau tới chiều để mặc. Nên có khi má kêu hai ba lần mới chịu đi làm, biểu xịu cào nhào trong bụng. Không biết ông trời sinh ra 30 Tết làm chi, công chuyện quá trời. Mà việc nào cũng quan trọng khủng khiếp. Không thể để đến ngày mai. Tuyệt nhiên, chẳng ai chần chừ để làm sao. Cứ như là không còn ngày mai nữa. Cả nhà làm cho bằng hết việc, đến xanh mặt, mướt mồ hôi, như ai đó đuổi đằng sau. Như là bây giờ để mai mốt không động tay vào bất cứ việc gì nữa. Tụi con nít buồn cười, vì cử kiên lắm thì chỉ thảnh thơi được ngày mùng 1. Bữa sau ba má cũng ra vườn tưới rau. Chị nhất định phải rửa chén, giặt đồ. Anh đến cơ quan. Mọi người trở lại với công việc thường ngày của mình. 30 cũng đâu có thay đổi được gì mà là muốn nín thở. Tụi nhỏ không biết, thật sự của Tết là bữa 30 này. Khi tụi nhỏ mặc bộ đồ mới đi khoe dài dài xóm, khi ba và anh tắm táp xong, ra hàng ba ngơ ngẩn ngắm hoa sao nhái, đốt lửa vàng run rẩy trước sân. Khi má nhốt than trong những bếp lửa tàn, khi chị đứng chải tóc trước gương, thì Tết đã chớm hết. Mùng 1, mùng 2 là Tết phai, mùng 3, mùng 4 Tết tàn. Tụi nhỏ không biết. Mãi về sau, khi lớn lên, trong ký ức Tết ấu thơ, những ngày mùng rất nhạt, đơn điệu, chỉ chơi và chơi. Nhưng bữa 30 luôn sống động, lung linh những mồ hôi, những nụ cười, những khoan khoái, những ngọt ngào.
truyện ngắn Giao Thừa. Đã thấy mấy giạt hoa vàng loè xòe, đã thấy những trái dưa hấu bóng mẩy, thẫm xanh, chất tần tần trên chợ. Thế là Tết thật rồi. Tết cứ làm người ta nao lên, nôn nóng ngóng chờ, rồi lại nuối tiếc cho tuổi xuân qua. Chợ Tết chạy dọc theo các dĩa hè quanh ngã năm, bán toàn dưa với hoa. Vô tình chỗ đập bán đối diện với khu đất nhà đẹp nhất, cao nhất và sầm uất nhất thị xã. Sau lưng, cách một lớp chì gai hoặc quẹo là một bãi cát trống, cỏ xanh theo gió chạy líu ríu từng triền mãi miết. Cánh bán dưa ra chợ từ 20 tháng chạp, chở từ sáng tới khuya, hịch hụi. Lúc nghỉ mệt, tay chống hông ngó qua, những ngôi nhà cao, những bảng hiệu sặc sỡ, đèn đủ thứ màu, sang quá. Người ta đợi Tết để trang hoàng cho thật đẹp, mà càng đẹp thì cánh bán dưa trong ruộng ra càng buồn. Biết chừng nào mình xây được cái nhà cỡ đó hen. Bán dưa làm ruộng cỡ 40 năm, giỡn hoài, cỡ đó thì xuống lỗ rồi còn gì. Ừ, chỗ đậm ngồi dưới tán cây còng bị tỉa nhánh chỏng chơ như bàn tay cục. Bên trái là giạt bông của ông chính từ miệt Sa Đéc xuống, và chỉ đậm là ngồi bán một mình, chứ người ta chồng vợ đùm đề, song nồi lũ khủ. Ngày đầu cô chất dưa chưa khéo, dưa cứ ỉ mình tròn, lăn lông lóc ra đường. Dưa lăn, người hì hục đuổi theo. Xe cộ giáp Tết đông nghẹt, người ta cười, người ta cằn nhằn. Tuổi cực trào lên, nhưng người ta nhận cái thùng vô lu nước đầy. Đậm lầm lũi khóc nghẹn. Đậm 29 tuổi, hơi đen, trên khuôn mặt lam lũ còn sót lại chút duyên ngậm. Chưa thấy chanh chua như đã từng quen chợ. Lúc chở dưa ra, có anh chàng trẻ tuổi cao lỏng khổng, nước da đen lùi. Lúc cười chỉ thấy hơi hới hàm răng, chạy tới làm giúp. Kéo tấm ni lông che nắng, chặt mấy cây chuối đem ra bao lại cho dưa khỏi lăn, anh chàng cũng giúp. Đậm nằng nặc bảo thôi đi, anh chàng cãi cố, tôi tiếp cho, có sao đâu. Quần anh chàng lấm nhớt, tóc bù xù đỏ quạch như rễ vú sữa. Và chính bán bông thắc mắc, con gái ơi, bác thấy thằng đó hiền khô hà, ai vậy? Đậm bảo, tên Quý, chạy xe lam, ở xóm thôi bác à. Chà, giỏi, tốt thiệt, làm hăng vậy tính kiếm tiền để cưới vợ hả? Anh chàng nghe lóm cười chéo mắt, có ai đâu mà cưới bác. Ông chính cười khà khà, vuốt chòm râu cục ngủng. Cái nắng xuân kỳ lạ, không gay gắt đỏ, không nhàn nhạt như nắng chiều hè, mà vàng thấm thiết như màu bông sao nhái. Bất lồng lộng lẫy qua từng ngọn cỏ sau chợ, mang theo mù mịt cát. Mặt mũi đầu tóc đậm lúc nào cũng nham nhám như hột me rang cát. Người ta quần là áo lược kình kình chạy qua, mà chợ dưa giới qua vẫn chưa sôi động. Năm nay dưa trúng mùa cả núi dày, ăn gì cho hết. Người ta nán đợi tới ngày rước ông bà, lúc đó coi dưa có rẻ hơn bây giờ không. Những người bán ngồi chéo queo buồn teo. Bông dạng thọ, bông cúc trái nết nở bung từng khóm, lái bông than như bọng, năm nay chắc thua rồi. Đậm bắt trước cánh lái dưa xóm Vàm Sáng, đi chợ mua sắp liễn dán dưa cho bắt mắt khách, tiện thể mua cho bé Lý bộ đồ. Mứt gừng, mứt dừa ở nhà má làm rồi, để coi mua gì thêm. Má thì thích bánh ngọt, con Út thích cắn hột dưa. Đậm mua mỗi thứ vài trăm gram. Về khui ra thấy bộ đồ bé Lý hơi lớn, nhưng không sao, lớn thì mặc tới năm sau. Và chính hỏi, đồ ai mà bay ôm ấp vậy? Đậm bảo, của con gái con. Hỏi thêm một chút về ba của đứa nhỏ, đậm cúi mặt thưa, không có. Nghĩa là không có, ông chính không phan tới nữa. Ông già rồi, lăn lộn trên đời, ông biết chắc có chi lầm lỡ. Con lầm lỡ tới mức phải bỏ nhà đi luôn đó bác chính à.
tới lúc ba con buồn rồi chết, má mới rước con về. Bây giờ có cực khổ thế nào con cũng ráng chịu, miễn sao năm tháng cuối đời má con vui, mà chắc bù bấy nhiêu cũng không đủ. Sau này Đậm mở lời, giọng Đậm khao khai. Cô thấy mình giống như cỏ gian đường, người ta đi qua đạp, đi lại đạp, vẫn ngoi lên sóng, sóng cỗi cằn. Những mùa lam lũ, những mùa cực nhọc, một mình chống chọi, đàn ông con trai coi được một chút mới lòng vòng ở ngoài, đã nghe thiên hạ rần lên: thứ gái hư, đâm đầu vô làm gì? Ai mà muốn, chỉ tại còn nhỏ, thấy gió yêu gió, thấy qua yêu qua, đam mê bồng bột. Nghĩ mình học chưa tới đâu, nhưng là học những bài học bự nhất, đắt nhất. Đếm đi đếm lại chỉ còn quý, khi biết được còn mỗi quý thì Đậm đã sắp 30. Nhà quý ở lung giữa, quý gửi xe sân nhà cô, làm một vài chuyện nhỏ như chở Đậm đi chợ không lấy tiền, tiếp Đậm cất cái nhà củi, thì cho là có qua có lại đi. Nhưng ánh mắt quý ngày càng nồng nàn trói buộc, bắt Đậm phải dây dứt giữa nỗi khát khao và tủi hổ. Quý trai tơ, chưa vợ, lại nhỏ hơn Đậm gần 4 tuổi. Nhưng quý tốt quá, rất tốt. Má quý già rồi, than với Đậm hoài: có một mối trong nhà phấn ngọn, coi được lắm, vì mà biểu thằng quý cưới vợ mà nó không nghe, làm như nó còn chờ ai đâu. Thời gian bị người ta chở kiểu kịch đi. Khiếp, mới đó đã 29 Tết. Bánh mứt, dưa hành, quần mới, áo mới như nước tràn lên phố. Đây là một thời điểm rộn rịp nhất, phơi phới nhất trong năm. Tết này không có 30, 29 rồi tới mùng 1, như người ta bức hụt, thấy thiếu một ngày. Những khóm vàng hoa của ông Chính nở sớm, từ 24-25 đã ngả màu vàng sậm. 4 giờ sáng, ông đi qua bên kia đường gánh nước về tưới, than: thời tiết năm nay kỳ cục quá. Ông vẫn điếu thuốc, phà khói bảo: con biết không, nghề bán bông Tết cũng như bán lồng đèn Trung Thu, qua rằm tháng 8 có cho người ta cũng không thèm lấy. Buôn bán kiểu vậy như con gái có thì, qua rồi khó lắm. Ông nói tới đây, thấy Đậm ngẩng đầu ngó sao muộn, ông thôi không nói nữa. Đậm nhớ con gái quá, nghe quý đem đồ về lại đem tin ra bảo: bộ đồ bé Lý mặc vừa lắm, nó đòi ra với Đậm. Buôn bán như vậy cực quá, chở nó ra đây tội nghiệp. Rồi quý bảo mớ bông mồng cà Đậm gieo sao mà khéo quá, bông đỏ bông vàng trổ ngay Tết. Đó là lúc chờ sáng còn rỗi rãi xẻ dưa mời nhau, chứ ngày 29 là một ngày tất bật, nói theo dân đá banh là thắng với thua. Người mua xúm xa xúm xích, mới một buổi đã lử lã, Đậm một mình phải coi trước coi sau. Tưởng dưa hấu đắp đập ngăn sông mà đã dơi đi quá nữa, nhưng chắc phải đợi cho tới giao thừa, người ta chờ tới đó sẽ rẻ nữa. Chạy xong mấy chuyến xe buổi sáng, chiều quý lại giúp. Từ bến xe Lam lại đằng chợ chừng 100 mét, quý kêu: có ai mua nhiều, Đậm hứa đi, tôi chở tới nhà cho. Đậm thấy vui, phần vì bớt lo dưa ế, phần thấy nao nao trong lòng. Cái không khí đẹp thế này, ấm thế này, không vui sao được. Quý hỏi: nhà Đậm có gói bánh tét không? Đậm hỏi lại: có, mà chi? Tôi cho, má tôi gói nhiều lắm. Quý mặc áo đứt mất tiêu cái nút trên, lồ lộ ra mảng ngực ráp nắng. Trong Đậm nhiều khi dậy lên một cái gì rưng rức khó tả, chỉ mong nép đầu vào đó để quên nhọc nhằn, để quên nỗi cô độc lầm lũi trong đời. Lúc ngẩng lên được đã năm mới mất rồi, nghe được tiếng trống giao thừa vọng về từ khu trung tâm thị xã,
Ở đó có một lễ hội thật tưng bừng. Ông Chính đốt 6 nén nhang, chia cho Đậm nữa, biểu: "Con cúng giao thừa đi, cầu an khang, sức khỏe, cầu năm tới giàu hơn năm nay." Mùi nhang thơm trong gió sực lên mũi Đậm một nỗi nhớ nhà. Dù đây về đấy chưa tới 1 tiếng đi xe ở chợ, người muốn về trước giao thừa thì đã bán thốc tháo để về. Những người còn lại cũng cố dọn dẹp làm sao mùng 1 có mặt ở nhà, pha bình trà cúng tổ tiên. Ông Chính đứng chỉ quy cho con trai ông bưng mưa chậu hoa còn lại lên xe hàng, quyến luyến: "Hồi nãy con tặng bác dưa ăn, giờ bác tặng lại con với cậu nhỏ 2 chậu cúc đại đóa này. Năm tới, bác có xuống không biết được ngồi gần cháu như vậy không? Chà, đây về Sa Đéc chắc phải nhâm nhi dài dài cho đỡ buồn quá." "Dạ, bác về mạnh giỏi, ăn Tết cho thiệt vui." Đậm vén tóc, cười: "Thấy thương ông quá." Ông Chính leo lên xe, còn ngoắc quý lại nói thì thào: "Ê cậu nhỏ, tôi nói cậu nghe, ông bà mình có câu, ra đường thấy cánh hoa rơi, hai tay nâng lấy, cũ người mới ta, mạnh dạn lên. Cậu thương con gái người ta mà cà lơ phất phơ thấy rầu quá." Cháu Đậm thấy vậy mà như trái dưa, xanh vỏ đỏ lòng. Nói rồi xe giọt đi. Mấy người nữa lên xe, vỗ vào thùng xe thùm thùm, như gửi lại lời chào tạm biệt. Khói xe xoắn ra từng ngọn tròn tròn như con cuối. Đậm lui cui quét dọn chỗ của mình, hỏi: "Ông Chính nói gì vậy?" "Đâu có gì." Quý cười bối rối: "Về nghe, chạy xe chất đồ trở về." Biểu Quý đứng chờ mà không nghe, vì tôi mà ngày nay Quý bỏ mấy mối xe, uổng quá. "Đâu có gì, còn 31 trái dưa. Tôi tặng Quý chục trái ăn dài dài." Quý cười: "Nhà tôi đơn chiếc, có mấy người đâu, ăn gì nhiều vậy?" Những chiếc xe vẫn nối đuôi nhau chạy về phía đại lộ. Lễ hội giao thừa vẫn chưa tan, chưa muốn tan. Người ta vẫn muốn cùng nhau đi hết Tết này. Một vài anh bạn trẻ chạy xe qua gọi Đậm: "Nhanh lên chế ơi, trễ rồi, Tết đâu có đợi." Lúc Đậm lên xe thì đã qua lâu giao thừa. Đậm ngồi đằng trước ngang với Quý. Xe ra khỏi thị xã, con đường nhỏ lại, vắng que. Đậm ngoái lại nơi cô từng nếm sương, nếm nắng, nghe gió. Những đoá cúc sau sàn xe rung rinh những sắc màu rực rỡ. Quý bảo: "Đậm biết cúc đẹp gì không?" Đậm lắc đầu. Quý cười: "Lòng chung thủy, diệp bất ly chi, qua bất ly đài." "Ai nói với Quý vậy?" "Bác Chính. Năm tới tôi trồng cúc đi bán với Đậm nghen." Đậm muốn cười, rất muốn cười, mà sao nghẹn lại. Làm sao vượt qua những trở ngại trong lòng người. Hai bên đường rập rờn qua dại, những đống lửa rơm còn nghi ngút khói. Bọn trẻ cơi lên khoe áo mới rồi mỏi mòn đi ngủ. Quý cho xe chạy thật chậm, nghe gió thổi qua lỗ tai lạnh quánh. Lạnh như khoảng chiếu nửa đêm Quý chạm tay vào, tựng lên một nỗi nhớ rờn rờn, lúc mờ lúc tỏ. Những nỗi nhớ phơ phất mái tóc một người, đôi mắt một người, dáng dấp một người. Đến tỉnh dậy vẫn còn bồng bềnh như khói. Quý nhìn Đậm, ánh nhìn rất lạ. Anh không biết vì một nỗi gì mà tới bây giờ anh chưa nói lời thương với người ta. Anh không ngại đứa con, anh không ngại chuyện lầm lỡ xưa cũ, tuổi tác cũng không thèm nghĩ đến. Cô luống cuống khi thấy chiếc xe chạy chậm dần. Tết này nữa, Quý bao nhiêu tuổi rồi hả?" Quý im lặng, dừng xe hẳn. Lúc này, anh thấy cần nắm lấy bàn tay lạnh tái của Đậm, rất cần. Khi ấy, giao thừa đã đi qua lâu,
lâu lắm rồi, nhưng rõ ràng vẫn chưa hết Tết. Mai là mùng 1. Nếu xuân này anh về quê em, thăm làng thôn bà con họ hàng, qua cây cầu bắc trên dòng sông, xuống cánh đồng lúa chiếu nắng bông. Gió đưa ngàn câu ca miền quê, xuân quê em mùa xuân dịu dàng. Mai cúc vàng khoe sắc chờ thôn, thưa quý vị và các bạn, chương mục audio câu chuyện cuộc sống kỳ này đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhân dịp năm mới, Thư viện Thủ Đức xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.